nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, chiều ngày 4 tháng 1 năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Sơn tổ chức cho quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hợp Lý và Thị trấn Nưa. Đồng chí Lê Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã tới dự và trực tiếp cho quà cho các hộ gia đình. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã trao tặng 22 xuất quà cho 8 hộ nghèo của thị trấn Nưa và 14 hộ nghèo của xã Hợp Lý, trị giá mỗi xuất quà 700.000 đồng. Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ nhân viên, người lao động, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Triệu Sơn đối với những hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, với mong muốn các đối tượng sẽ có một cái tết cổ truyền vui tươi đầm ấm phát biểu tại lễ trao quà đồng chí lê quang trung ủy viên ban thường vụ huyện ủy phó chủ tịch ủy ban dân huyện trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chia sẻ với các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn mong muốn những phần quà nhỏ này sẽ góp phần động viên hỗ trợ bà con tiếp tục có động lực vượt qua khó khăn đón tết quý mão đoàn viên đầm ấm đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân huyện cũng khẳng định thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội huyện triệu sơn đã phát huy nguồn vốn chính sách thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội chăm lo cuộc sống cho họ nghèo hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng các mô hình sản xuất giúp họ vươn lên trong cuộc sống